Hello anh em nha. Hôm nay mình đi giao mấy con thỏ thịt cho ông anh. Rồi sẵn tiện rồi mình ghé thăm cái trại thỏ của bà chị mà mình đã từng giao giống với lại là hỗ trợ kỹ thuật đồ này nọ. Thì hôm nay trại chỉ gọi điện lên nó có mấy vấn đề về con thỏ nó bệnh á. Cho nên mình sẵn tiện mình ghé rồi mình đưa luôn cho chị mấy cái chai thuốc. Cũng có đẻ đây chai cầu trùng. Đây chai ADR. Thì các bạn theo chân mình đi để mình quay phim được cho nó vui, làm lại kỷ niệm nha. Bây giờ mình đi đây. Lên đường. Đây là đường ở nhà mình đó các bạn. Đó đâu rất là đông đúc luôn á. Xe cộ chạy tấp nập luôn á các bạn ơi. Cho nên là mình hay gửi hàng cho các bạn là lý do là nhà mình cũng ở gần đường đó, mình ra vô nó ok lắm. Xe cộ chạy nhiều lắm. Bữa nay mình chạy xe máy, một tay chạy một tay quay các bạn à. Ok các bạn nha, đến nơi mình quay tiếp. Ở đây xe nhiều lắm các bạn, qua đường khó lắm, là quốc lộ 1 nè, mỗi lần qua đường là đuối luôn, đợi xe đuối luôn. Qua bên kia là tới rồi mà. Xe chạy nè, mỗi lần đợi qua đường là có khi 10 phút, tại vì đường này có công nhân nhiều á. Bữa nay cái ngày gì mà đi xuôi dữ rồi trời, vô tới gần tới nơi cũng kẹt xe nữa. Thì cái đường này đường vô chợ các bạn, hôm nay có cái xe ben nó chạy nên kẹt chứ không gì hết trơn á. Đường chợ nhỏ xíu mà xe ben vô hai chiếc đối đầu nhau khó tay. Mình đã tới nơi rồi. Bà chị bà cũng có để cái bảng bán thỏ giống, thỏ thịt, thỏ con nha. Đây, giờ mình vô nha. Mẹ đâu con? Cô chào bác. Dạ. Trước lạ sao quen, Đây thấy bà chị mình bà làm cỏ rất kỹ. Cỏ mà bà chơi bà làm chứ còn hơn người ăn nữa. Mày sao chuyện này chị rửa mà sao vậy? Sự sạch bách vậy? Dạ. Coi cám thì dự trữ coi. Biết rồi. Còn cái này là sao? Ý là chị phơi khô vậy luôn hả? Hộp cám nó nhẹ hơn ha. Nhẹ hơn người ta là. Cột miệng luôn á, đầy nhóc luôn mà cũng chưa đủ 25 kg. Để mà hửi thơm. Thơm quá chừng thơm mà. Chị phơi máy nắng vậy? Phơi máy nắng chị? Cái này là bà chị bà ép cám viên nghe các bạn. Bà ép cám viên rồi bà bỏ vô máy này nè. Đầu tư luôn chứ không có chơi dạng dừa đâu. Máy ép cám viên nè, máy băm nè, băm cỏ ra cho nó mịn, hiểu không? Băm cỏ ra mịn xong rồi á, bà bỏ vô đây bà ép. Mỗi máy này cũng hơn mười mấy triệu không chị? Cái này là 8 triệu mấy phải không? Cái này là 10 triệu. Hai cái này 10 triệu luôn hả? Nhưng mà nó lợi quá, nhìn lợi chứ. Mà nó ăn nó có ỉa gì không? Tuyệt đối luôn, không bị chảy. Ăn ngon luôn hả? Mấy con nhỏ là vô tư chị không. Nhưng mà tính ra 25 kg một bao cám, bây giờ 200, 280 thì tính ra chị làm có được 250 không? Chị làm tính ra rẻ. Ý là nếu mà bao cám bây giờ mua 28 mà chị làm chắc phải trả 200 quá. Mà chị làm không? Hộp cám nó cũng đẹp quá hả? Ừ, thì máy nó ra vậy. Nhưng mà nó nát không? Nát nhiều không? Nhưng mà nát mịn chứ bộ. 60 kg mà nó nát như đây. Như sàn ra trước khi mà chị đưa vô. 60 kg là nát đây. Rồi ít bữa mà cái này nát ra chị lấy để chị trộn tiếp. Đúng rồi, trộn tiếp làm lại. Nhưng mà cái này là, ví dụ như 60 kg là bao nhiêu cỏ, bao nhiêu ấy vậy? Chị đang trộn với đồng nành. Là 30 kg đồng nành. Trộn là như là 20 kg kia thì phải 25, 27 kg cắm bắp với cắm gạo.
À, để là cái bắp các bạn nhiều hơn. Cái độ ẩm nó vừa thôi. Nhưng mà nó nhiều, như mình trộn nằm nó nhiều quá thì nó ẩm ra nhiều quá. Chị đâu cần đổ nước thêm đâu. Vừa đủ nước luôn á. Đậu nành vừa đủ nước phải không? Đúng rồi. Chị canh cái độ ẩm. Chỉ là coi như là nếu mà đậu nành 35 kg là cám bắp cám gạo là 35 kg thì ghi 25 kg là đủ 60. Rồi cỏ là chưa tính, cỏ là bởi. Cỏ là chị như là chị không có trộn chung thì chị làm mẻ riêng. Làm mẻ riêng, như cỏ thì chị cho đậm đặc cho nó có chất. Rồi chị cho ăn cỏ đi. Thì nó không cần đậm đặc. Thế là chị làm hai loại hả? Loại cỏ với loại cám hả? Dạng có cỏ này thì cứ gom gom lại thì làm mẻ. Còn nành đó thì nó làm bao thì làm lần rồi xong mình trộn hai cái lại. À trộn lại là cho nó ăn thôi, muốn thích ăn gì ăn. Tôi camera ra rồi như mời ta. Hay. Nói chung là cái cam nhỏ là cho ăn, cái cám này là chị yên tâm nhất. Chị làm thì có bán cho em vài bao gì cho thỏ ăn. Thỏ dưa nó cám ăn tiền nhiều tiền quá. Để chứ lớn chị đổi qua cám kia nó mới lớn. Ấy nó lớn xíu là mình cho ăn cám ngoài xíu. Tầm 2 kg là chị đổi cám ngoài. Cám ngoài là cám heo hả chị? Cám heo với cám bò cũng được. Đây. Bò thì mình cho ăn nhiều xíu. Đây là mô hình nuôi thỏ 2 tầng hiệu quả nhất Đồng Nai. Quá ghê. Nuôi nó hơi cực chút xíu ngoài cái gì nó chặt, nhưng mà cái là nhưng mà nó vẫn gọn đúng không chị? Gọn. Bữa nay được mấy nái chị? 45. 45 nái hả? Cái lứa này chuẩn bị xuất rồi nè. Chuẩn bị. Rồi các bạn nào mà bắt trước chuồng 2 tầng thì làm y chang vậy nha các bạn. Nè. Đó. Để quay kỹ kỹ vậy bắt trước làm nè. Đó, ở dưới này bà chị phải thiết kế cỡ này thôi chứ quá tốn công, mà chạy vô không có nghe mùi hôi, mùi dưới này sạch sẽ lắm, rất sạch sẽ luôn. Lồng ở dưới này á, là nó chặt nên là chỉ làm cửa kéo này, thấy không? Cái lồng này tính ra mấy năm rồi mà thấy nó vẫn còn 2 năm chứ mà phải không chị? Nhưng nó còn không có xét, cũng chưa xét mà nó chỉ đổi màu chứ thôi. Coi mấy thằng nái nè. Ồ trời ơi, mấy bà đực bắt khổng lồ ghê chị. Bà đực này là bà đực đợi đầu luôn hả? Đầu bên kia. Đợt này là của chị nhân ra. Mấy con này là đẻ sau gì chị trừ lãi vậy? Đúng rồi. Trời ơi. Bữa em xuống. Nói còn 5 sát con đực đó. Trời ơi. Trời ơi. Đó còn nhỏ bữa đực thì đang còn 4 cái mấy năm kia luôn. Cái con bà đực khủng bố thiệt. Nó tùy à, chị ba năm mà chị lửa đầu bự để lại là bắt to lắm. Mấy được mấy bà đợi đầu chắc bây giờ già lắm rồi. Này chắc đợi đầu rồi phải không? Đợi sau luôn hả? Đợi không, bà đực là bà không có ăn nhiều đâu. Ở đâu mà có con muối tiêu để lại đây? Dạ, yeah. Thấy đẹp để lại hả? Thấy màu, thấy tương. Dạ. Tính ra mấy con cái này cũng to quá trời to chứ bộ. Đẻ đạt không chị, bữa nay đẻ đạt không? Nó nuôi nhiều quá đó, chịu nổi chị ơi. Ý là mẹ nuôi nhiều quá. 2, 4, 6, 8 con. 8 con nhưng mà này nó cũng hơi nhỏ, không có mập. Mày thấy chị bỏ tới chồng hai rổ vậy? Lấy ra. À vậy hả? Nó lăn xong thì mình lấy ra. Chị để lại thêm mấy nái nữa? Lên 50 đủ không? Đủ 50 nái hả? Không. Thì rồi 40 mấy mà mấy con nó sổ mũi á. Dạ. Yeah. Chị gọi ra chị để tiếp lại. Chị để cho nó đủ. Ủa, bà này chuẩn bị đẻ xong rồi ngứt lông lâm xuống nè. Phá cỏ lâm nè. Chưa, chị phá vậy. Tính ra cái đợt mà nuôi mà đợt mà dính dịch nó khổ không? Đợt này thì không, bây giờ thì ổn. Bây giờ nó cũng có giá mà cũng đỡ. Nhưng mà năm nay thì chắc chắn phải có giá vậy rồi. Giờ có ai nuôi đâu. Cái bữa đó là cái bữa mà chị biết sao không? Là chị trụ lại được. Thế nếu mà chị nản chị bỏ rồi. Mà đợt đó nhiều người nản lắm. Tâm lý nhiều. Dạ, nhiều người nản lắm. Mà cám này nó ăn có ngon miệng không vậy? Nó ăn nói chung từ nhỏ lớn ăn nó không thì nó vẫn ngay. Cám này là cám
Cắm heo lớn lớn lên cho ăn cắm heo thì nó mau. Đúng rồi, mình thúc nó chứ cắm thì chị nó... Đây là cái rổ thuốc chu cha thuốc quá trời. Dạ. Ủa sao máng còn dư quá trời đây? Tháo ra chị sửa lòng lại gì đâu cho nó ăn ngủ dù đặng chị mở cái nắp ngang. Ủa vậy hả? Ừ, chứ đợt trước là cái lòng này bên kia bên như dở lên vậy. À. Bây giờ chị đưa cao quá chị không có muốn bắt ghế. Ủa cái này chị chế hả? Mà chị tự chế chị cắt nè. À. Chị tự lấy máy là chị cắt. À, đúng lấy rồi. Lấy máy hàng hay chị cắt thì chị chế. Ờ vậy nó tiện hơn. Thì ra làm để cái máy kia vô cũng được. Mình làm ủa chứ sao ví dụ như có cỏ thì cắt vô thì bỏ cho nó ăn trực tiếp chứ không có gì xay chi cho nó cực. Chị không có xay, chị xé lá ra cho nó ăn nó dễ ăn. À. Xé ra từ lá từ lá đó. Ví dụ như chị làm cám thì chị bổ sung cám rồi nhưng mà cỏ thì khỏi xay, bỏ cho nó ăn trực tiếp luôn. Cái cùi nó không có đà. Quá. À. Cái cùi nó cứng nó giữ lại nước nó nhiều. Dạ. Yeah. Mình thấy là chị nuôi thỏ, em từ ngày mà em giao thỏ cho chị là chị nuôi đạt nhất trên đời luôn. Yeah. Không có ai nuôi đạo bằng chị đâu. Thiệt luôn. Tại vì cái trại chị nó sạch. Nó không có cái mùi hôi gì hết. Ừ, nó đỡ mùi hôi, chị vệ sinh cách chị, ngày gì vệ sinh lần. Chị làm cái tô này rồi chị xịt ra nó không có mùi hôi nó đỡ. Nhưng mà không biết cái này nó trụ được bao nhiêu lâu thôi. Để nó như lâu chị nuôi chừng 4 năm nữa chắc không thôi chứ. Không dám nó vậy chứ. Cực nhưng mà quan trọng là nó có giá. Ừ, có giá thì mình chứ đã... mà nếu mà nó không có giá thì lúc đó thì nản liền à. Mấy nhìn bà đợt này nhìn bà đã quá vậy ha. Nhìn bà nhìn. Thì phải thôi. Được mà được nhìn. Nếu bà sung mà nhìn bà to. Quan trọng là nó nhảy, con nào nhảy là ngon à. Trời, chiếc cái chuồng độc không? Nó đâu có giọt ra đâu phải không vậy? Mở nắp vậy nó cũng nằm trong rồi. Nó quen ở trong chuồng đó rồi. Bà đợt này chắc 4 kg nè. Cũng tơ mà. Bà này khủng hơn nữa. Mấy bà này mà có bán hàng giống được là người ta ưng nè. Bán con này 1 triệu họ cũng mua nữa. Tại vì nó sung á. Sung lắm. To nè. Con thỏ dạo này còn nắm không chị? Mới chị vừa lên lông đây. Nè, ăn con này. À đây nè, cũng bị nè. Đó, vừa lên lông. Lâu lâu mình cũng phải làm xịt á. Chứ không xịt là nó đã có dép em nó chị bị hoài luôn. Xịt. Mà cái đợt vừa rồi là chị tốn tiền nắm nhiều đúng không? Ừ. Nhưng mà giờ giảm hết rồi đâu có còn bị nhiều đâu. À, nuôi thỏ quá đẹp. Đây không bị, còn cái tập cơm nhỏ này là chị đi trị nó lên lông rồi. Nếu mà chị muốn cho nó hết khoảng tầm 20 ngày tuổi thì cho chị cho nó uống mỗi con 3 giọt là lên cỡ này nó không bị luôn. Nên đây, đây là ở chân nó này lên, nhưng mà lúc mà 20 ngày tuổi thì cho nó uống 3 giọt cho hay là 0,2 cc á, nhiều nhiều uống liên tiếp luôn. Nhỏ đúng không? Nhỏ uống từ hồi mà chưa bị luôn. À, vậy cái này là chị phải xịt đi. Ừ, xịt tại vì bây giờ đã theo luôn chứ không thôi để nó ra cái này là ngán luôn, làm kịp đó. Đặng kịp đó, giờ nó lên lại hết rồi. Bây giờ nó chuẩn bị hết rồi nè. Dạ. Trời, bữa đó mà nhìn thấy khóc mệt á. Đây chị, ui, đây. Con cu này, ủa mấy bữa giờ anh ăn nó về không vậy? Không anh, lấy xuống con. Anh bán gì đó luôn hả? Dạ. Dạ.